Ngày 30 tháng 6, tin từ đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai nam thanh niên tử vong tại chỗ. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là Ngô Quang Tê, sinh năm 1997, trú tại tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, và Nguyễn Xuân Tê, sinh năm 1997, trú tại thôn Mậu Chữ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 6 tại km 58+300 đường sắt Bắc Nam, khu gian Phủ Lý Bình Lục, thuộc địa phận xóm 1, xã Liêm Trung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Lúc này, tàu hỏa chở hàng mang biển số HBN11 đang di chuyển theo hướng Phủ Lý, Nam Định. Cùng lúc đó, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 90B2-78076 đang đi cùng chiều với tàu hỏa trên tuyến quốc lộ 21. Khi đến đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt, mặc dù đã có biển báo nhưng do không chú ý quan sát, chiếc xe máy vẫn rẽ phải để đi qua đường sắt nên bị tàu hỏa tông trực diện. Sau cú va chạm, hai thanh niên ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, một người thi thể không còn nguyên vẹn, chiếc xe máy bị văng ra bờ ruộng và hư hỏng nặng. Được biết hai nạn nhân là bộ đội xuất ngũ, hôm qua trong lúc đi chơi cùng nhau thì xảy ra sự việc đau lòng trên.